Xe chốt và pháo là những thứ mà em tao xăm mình. Xe tốt quần áo là những thứ mà tao bao năm rình. Phường khóm công an là nơi tao đang đăng hình. Hẻm 48 ngay từ xưa đó không là yên bình. Này theo đạo Thiên Chúa nên dân không có thờ đại ca. Nhưng nếu mày gây chuyện trong đây tao thách mày mò được đường ra. Bước ra ngoài hẻm phi biết nhìn trước nhìn sau vì đây. This is crash, great. Là khu ăn nhậu nên thường có vật lạ bay vô đầu. Già trẻ lớn bé khu này vai vế bằng nhau. Như cứ mà mình xin lô cô thì có chừng đầu đổ máu.